Chị tìm hiểu thế là thẩm mỹ viện BB Thanh Mai á, thì chị cũng rất là tin tưởng và an tâm, thì chị đã quyết định là đến đây làm. Thì hôm nay chị đã đến đây làm và đã được lửa mặt, thì cảm nhận rất là đúng với cái tên tuổi của BB Thanh Mai. Thấy cảm nhận thấy vùng mắt này trước rất là nhiều nếp nhăn so mé bên này á, và bây giờ mới căng cái lửa khuôn mặt á, là cái vùng mắt này nó hết rồi này, cái vùng chỗ khóe mũi chỗ xe này nó cũng có mà giờ cũng hết rồi, đặc điểm là cái vùng sụp mí mắt á, căng lên đó, với hai những cái khe rãnh ở chỗ khoe mũi khoe miệng này nó cũng được căng cải thiện rất là nhiều á, so với bên này á, nó trẻ nên được cũng cả 10 tuổi á. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Nat Lilly là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.